Rồi em chào các bác, trong clip hôm nay thì đây là một cái clip mời các bác nghe em nói về cái dòng loa sạc pin Vega và tại sao ở đây em đưa ra cho các bác ba model khác nhau. Đấy, đặc trưng cho ba cái thế hệ khác nhau nhé các bác nhé. Thế hệ của loa khác nhau ấy, thường nó sẽ có những cái ký hiệu đầu khác nhau. Và trong cái thế hệ đấy thì nó có những cái đời khác nhau thì nó vẫn giữ nguyên cái chữ ký đầu, vẫn giữ nguyên cái chữ đầu, cái model đầu. Thì hôm nay em sẽ đưa cho các bác xem ba model, à ba cái thế hệ mà trong cái thế hệ đấy thì nó là dòng tốt. Ba cặp này thì các bác chơi Tết thì tuyệt vời. Về cái sở trường của những em, những cái em loa, nói là những cái em loa đi, em đang quay cho các bác xem đấy thì nó là một cái dòng mà nghe tiếng bát nó rất là thích. Các bác nghe thích nghe tiếng bát nó nặng, nặng mà lực. Nhưng mà đôi khi mình nghe những cái dòng nhạc vàng, nhạc bolero mình thích mềm mại một chút thì em này nó sẽ đáp ứng được. Và em này có một cái thế mạnh nữa là cái không gian. Em đang nói cả ba nhé, em đang nói cả ba model này. Cái không gian của nó thì nó lấp đầy những cái phòng khoảng trên dưới 40 mét vô tư luôn nhé các bác nhé. À, có một cái chung nữa, đấy là cái gì ạ? Đấy là cái dòng này nó đều sử dụng bát 40. Đấy, bên em thì là thằng audio. Đấy, các bác gọi điện thì các bác nhớ, nhiều khi nó cũng hơi xấu hổ tí, nhiều khi lại ông lọ cắm cầm bà kia thì các bác lưu cái số vào. Đấy, Sharkwin thì thằng audio rất chuyên, từ loa to lẫn loa bé. Các bác nhìn cái biển tên của em đây, ở dưới em cũng đang kê bằng một cặp Sharkwin Vega Bookshell RE20. Đấy, thì ba cái thế hệ này thì em đã chọn cho các bác đầu tiên là cặp E315. Đấy, dòng E nhé, dòng E là có thể gọi là dòng dòng nếu mà trong ba dòng này, dòng E là dòng cao nhất. Đấy, cao ở đây không có nghĩa là hay nhất nhé các bác nhé. Đấy, em bán thì thực ra dòng này em cũng nhập về em bán, dòng này em LS cũng nhập về bán, VS cũng nhập về bán. Thì mình không thể nào là mình nói hay được một đôi để những cái đôi kia mình không bán được, mà mình phải giới thiệu làm sao cho nó khách quan. Ý ở đây muốn nói là gì ạ? Đấy, ý ở đây muốn nói là em đã va và em đã test những cái cặp này rồi. Và những cái thế mạnh của những cái cặp này thì em đã nắm được. Và đương nhiên là mỗi người có một cách nghe khác nhau. Không có nghĩa là cặp này hay với người này thì lại hay với người kia, và ngược lại nhé các bác nhé. Cho nên là em sẽ đưa cho các bác xem là thế mạnh của cặp này, model này, thế hệ này, thế hệ này, thế hệ này nó như thế nào để cho nó phù hợp với gu của các bác. Và sau cái clip này, các bác muốn nghe những cái cặp này nó nghe tiếng nó như thế nào thì các bác có thể tham khảo những cái clip trước của thằng Audio. Các bác vào kênh, các bác tìm thì rất nhiều những cái clip, có hàng trăm clip em đã quay về những cặp này với nhiều con audio khác nhau. Đấy là kênh của em. Ngoài ra còn rất nhiều kênh audio người ta làm sản phẩm này. Em chuyên sạc pin chứ không phải là độc quyền. Do đó các bác nào tín nhiệm thì có thể qua thằng Audio. Còn trường hợp các bác tìm được một nơi mà các bác cảm thấy uy tín hơn thì các bác có thể chọn cái địa điểm đấy. Thì cái clip này thì coi như là một cái clip để các bác có thêm cái nhìn về Sharkwin Vega khi mình quyết định cho nó chuẩn. Thì quay trở lại cặp E thì thế hệ E là cái thế hệ có thể gọi là upshot. Đấy. Thì trong các cái E, LS và VS thì LS và VS là xem nhau. Xem tức là ở tầm ngang ngang nhau. Còn E là cái thằng sau sau. Và cái dòng này ấy, thì nó là cái dòng đời cao nhất như em chia sẻ các bác, thì nó sẽ phù hợp, rất rất phù hợp cho những anh em nào thanh niên thích nghe những cái dòng nhạc bass mạnh, uy lực. Đấy, thì các bác nên sử dụng dòng này. Và ba dòng này nó có một cái nữa, đấy là các bác hoàn toàn có thể kết hợp hát karaoke rất là tuyệt vời. Và nhìn hơn nhất thì lại là em này, em 150. Thì về cái trung âm của nó thì nó nhỉnh hơn một chút, nhưng mà nó cũng chỉ đến 19-10 thôi. Và để phân biệt được tiếng đến 19-10 như thế thì phải trải nghiệm nhiều, và những cái dòng này em trải nghiệm rất nhiều.
và trải nghiệm với nhiều các hệ âm ly khác nhau. Do đó em đưa ra một cái đánh giá như vậy. Đấy. Chứ còn nghe một vài bài nhiều khi không thể nắm được. Đấy. Thì dòng E này như thế đó. Đấy. Anh em nghe DJ rồi nghe những dòng nhạc sàn, nhạc mạnh rất hay. Đó, tiếng bass nó thả rất là sướng. Còn LS và VS thì sao? VS và LS thì tiếng bass của nó vẫn là sấm, cực kỳ sấm luôn. Tuy nhiên nếu mà với dòng LS và dòng VS thì các bác kết hợp với những cái dòng bolero và nhà vàng, nó có phần nó nhỉnh hơn dòng E này. Đấy. Nhưng mà nhỉnh hơn nó cũng chỉ đến 19/10 thôi. Chứ nó không hơn hẳn đâu các bác nhé. Bởi vì thực ra là nó đều là sử dụng cái công nghệ và sử dụng cái đường kính bass 40 và cùng hệ sạc Win Vega. Đấy, do đó nó cũng không có sự chênh phô nhiều đâu. Đấy. Còn về phối ghép thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các bác. Tức là các bác hợp gu của dòng nhạc gì thì các bác xem những clip anh em test nhạc để anh em quyết định, để các bác quyết định. Đấy. Còn sản phẩm em chỉ biết là gì ạ? Giới thiệu cho các bác thực tế loa nó kêu như thế nào, nghe nó hay dở ở những cái điểm gì. Đấy. Và cái nữa là gì ạ? Mang đến cho các bác những cái cặp loa cố gắng làm sao nhất là nó chất lượng nhất. Đấy, mình chọn làm sao mà chọn cho các bác những cặp loa là chuẩn nhất. Đấy, đấy là những cái mình phải cố gắng mình làm được. Đấy, các bác nhìn nhé, từ cái màn. Đấy, thì quay như này thì các bác sẽ thấy là cái màng của cái dòng E này thì nó có những cái dòng màng nó màu kiểu xanh hẳn như thế này, cũng có đời như vậy. À, còn đây là cái dòng màng hanh tím. Nếu mà anh em nào chơi những cái dòng AR hoặc là những cái dòng Evan là các bác rất thích những cái dòng màng kiểu hanh tím như thế này. Đó. E315 nhá, bass 40. Hai găng tay của em. Đấy. LS15. Đấy, trong thế hệ E thì nó có E315. Đấy. Rồi những cái dòng E tự nhiên lại quên nhiều cái chữ. Nhiều khi là nói nó rất là dễ. E có E715 này, E712 này. Đấy, rồi rất là nhiều các thế hệ của E. E310 nữa. Đấy, những cái dòng đấy. LS thì có LS10, LS12, LS15, có cả LS8. Đấy, thì LS15 nó to nhất. Thì E thì cũng vậy thôi, E315 và E715 là hai dòng bass 40 to nhất của cái đời E. Đấy, VS thì có VS 100, VS120, VS150. VS150 thì em có trong kho bass 30. Còn VS 100 thì nó là bass 25. Có cả VS80, nó là dòng cúc xeo. Đấy, đây là ba dòng mà nhìn chung là tiệu chung lại cái clip này là gì ạ? Là dòng này đều là những cái dòng dành cho anh em nào ưa tiếng bass. Mà nếu các bác nào kết hợp hát thì ưu điểm nhất thuộc về E150. Còn nếu mà các bác là chuyên sàn nhạc sàn, ưu điểm nhất thuộc về E315. Đấy. Còn trường hợp nào mà các bác mà thích thiên về những cái dòng bolero, nhạc vàng mà nhiều hơn một chút thì các bác nên chọn LS15 hoặc VS150. Đấy. Đấy, thế mạnh của những cặp là như vậy. Để các bác quyết định là theo cái gu của mình. Đấy, thông tin chi tiết thì các bác điện cho số này nhé. Các bác điện cho số này và qua địa chỉ này. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc các bác luôn luôn có sức khỏe tốt.